Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Bầu Audio. Hôm nay trở lại kênh của nhà em thì có về một vài cặp loa lẻ của Kenwood K735 với hàng lưu kho và giá sẽ thành lý cho các bác. Đây là một cặp loa mới 100% các bác nhá, cặp loa 100% và hàng nguyên siêu như này và em đưa từ Nhật về. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác cặp này với mức giá là 4 triệu và tặng bao ship cho các bác. Thì hiện tại cặp này mới một bộ loa mới ở Nhật Bản đang bán bộ này nó khoảng tầm 75.000 yên, nó tương đương vào khoảng tầm 15 triệu. Tuy nhiên là em có lấy được 4-5 cặp hàng lưu kho của hãng họ thanh lý thì em mua được và em về em sẽ bán rẻ cho các bác, giá là 4 triệu một cặp các bác nhé, 4 triệu một cặp. Bây giờ sẽ mở hộp cho các bác luôn, chỉ có khoảng tầm 4-5 cặp thôi, sẽ mở hộp cho các bác luôn để các bác sở hữu. Đây là một cặp loa gỗ thịt các bác nhé, lưới là gỗ thịt rất nặng và chắc, và các bác có thể ghép được cho các phòng nhỏ khoảng đâu đó 15 đến khoảng hơn 20 mét vuông một chút thì đánh rất là ok và sở hữu rất là nhiều cái ấn tượng khi mà nó âm thanh của nó khi mà phát ra. Thì Kenwood K735 em bán rất là nhiều, tuy nhiên em chỉ bán hầu hết là đồ cũ thôi, đồ cũ xách tay thôi. Tuy nhiên là hàng cũ thì giá cũng rất là cao, một cặp là một bộ loa của Kenwood K735 cũ thì nó cũng full box nó khoảng đâu đó 10 triệu. Hôm nay các bác đã được mua một cặp loa với mức giá hàng mới tinh nguyên hộp như này, với mức giá chỉ có 4 triệu đồng các bác, 4 triệu. Bác nào nhanh tay thì liên hệ sớm với số 0964801493. Em sẽ bao ship cho bác. Đây, các bác chờ một chút em sẽ tháo ra và sẽ review cho bác luôn. Với kích thước khá là nhỏ gọn và chúng ta sẽ có, đây, có cả dây loa các bác nhá. Đây này, bên trong của nó có cả dây loa các bác nhìn chưa? Dây loa theo máy đấy ạ, theo loa đấy ạ. Các bác về các bác nhìn rút cái dây loa này ra này, rút dây đầu dây loa ra rồi chúng ta kết nối thôi. 4 triệu là quá rẻ thực sự, là đây là cái cơ hội nhanh chóng cho các bác, giá sale rồi, giá này giá sale đi các bác nhé, thanh lý cho các bác 4 triệu một cọc. Cặp loa này thì nó cũng thuộc dạng gần như là top trong cái dòng K series của Kenwood rồi. Nó có K711, K731, K735 rồi K901. Đấy. Thì đây là cặp loa các bác nhìn nhá. Nó là gỗ thịt, nó đâm ra là rất nặng. Thông số của nó thì ước chừng một cặp loa. Đây. Các bác nhìn này, em sẽ cho các bác xem này. Phần EK này nó thuộc dạng carbon các bác nhá. Carbon như này. Và có một cái kích thước khoảng bát khoảng 12. Chép con này thì nó là chép dạng đôm lụa và được tạo một bát xoáy như thế này. Toàn bộ phần gỗ này rất nặng, ốp gỗ một tấm gỗ rất lớn như này. Cân nặng của con này thì em chưa cân nhưng mà em đoán nó khoảng đâu đó tầm 6 đến 7 kg một loa. Rất nặng. Và con này thì của GBC sản xuất. Đấy. Với công suất là 50W trở khá là 6 ohm. Với ở phía sau thì có một cái giáp bóp chuối bạ vàng như thế này và một lỗ thông hơi. Đấy thì quay trở lại xem cái thông số của nó để chúng ta tìm hiểu được nhiều hơn. Thông số của con này thì các bác lưu ý nhé, nó là gì? Độ nhạy của nó là 80. Con này có độ nhạy là 84 decibel và chúng ta sẽ có cân nặng là khoảng 4,2 kg một loa, khoảng 5 kg nhưng mà rất nặng. Như thế là rất nặng so với loa Buxel rồi, loại nhỏ rồi. Và cái điều tiếp theo là gì? Điều tiếp theo là các bác sẽ có một cái chúng ta sẽ có là gì? Có kích thước chiều cao khoảng 27-28 cm đấy, ngang là khoảng 17 cm và sâu cũng khoảng 27 cm đấy. Và có một cái logo của Kenwood như này. Hàng mới tinh mà giá chỉ có 4 triệu thực sự là quá bèo đó. Ok thì về cơ bản là như thế, chúng ta sẽ có thông số là 50W một loa và maximum sẽ là 100W các bác nhé. Và các bác có thể sử dụng những âm ly nhỏ như là Mahjong 412 hay Mahjong 612, đấy là những âm ly rất hay các bác có thể chơi, hoặc là chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn như đèn âm DRA 100 chẳng hạn, vân vân, để các bác lựa chọn được phối ghép so với cái loa này. Và bây giờ thì em sẽ, hoặc là các bác có thể sử dụng loa này như một loa front, loa surround cho những cái bộ dàn xem phim cao cấp của nhà bác. Ngay bây giờ em sẽ ghép cho các bác cái loa Kenwood K735 này với một chiếc
một bộ loa mới âm ly đình đám nhất của nhà bây giờ, đó là Marzahn 612. Marzahn CR612 thì nó sẽ đánh ra hết được cái chất âm của nó các bác nhé. Và các bác nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ với số 0964801493, hoặc là cho em xin một cái đăng ký kênh ở phía bên dưới để các bác có thể có cơ hội tiếp cận thêm nhiều cái hàng hóa chất lượng cao và giá tốt như thế này. Thực sự đây là mức giá rất tốt ở trên thị trường các bác. Một cặp loa mới tinh giá 4 triệu, mới tinh nguyên hộp. Đấy, không có một gì vết xước gì cả, không có phải lo hàng cũ hay hàng gì cả. Hàng cũ thì cũng đã 10 triệu một bộ các bác, một full box như thế này. Hàng này hàng mới chỉ 4 triệu một cặp loa thôi các bác nhá. Ok. Làm gì kỷ niệm sau ân tình cũ xa xưa, thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa, giọt lệ sau làm sao xóa hết tâm tư. Kiếp này đành lỡ duyên rồi.